Em xin chào ban điều hành CC Top. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Như. Em cắt tin cho room 218. Sau đây em trình bày một bài rap Mẹ Của Nó, mọi người cùng lắng nghe nha. Dù nước mắt đẫm hàng mi ngày buồn đưa qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời việc phát chết chết người hàng xóm nó ai cười. Mẹ đi trong tuổi nhiều mặc cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu? Ai chăm sóc cho nó được bằng những mẹ hiền dấu yêu? Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều? Ai đắp chân cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu? Em đang khóc rất là nhiều những câu ai sóc cho em. Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tí hờ ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Biết có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm của em đến khóc góc hiên nhà. Theo người đàn ông lạ nên nhìn em không chút xót xa. Tay mẹ đúng vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà. Bước lên chiếc xe lạ rồi bố mẹ dần dần xa. Và ngày tháng trôi qua lời chơi dễ là nhẹ pha. Nó vẫn nghe vẫn biết, nó vẫn mặc kệ người ta. Nhưng đâu đó trong chương nghĩ nó vẫn không thể bước ngoài tay. Như lời đó như lòng lực nó cũng cứ lao vào xa đà. Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà. Ăn cắp hết tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa. Bước chân lên xe thành nơi lòng lẻ xa hoa. Bắt đầu tập diễn trên đường việc cà phê với thuốc lá. Thập xiết nỗi bồ đà rồi dần dần chơi với ma. Khi tôi không còn đã bắt đầu ăn cắp cướp giời xin để lập bản đâm chém với người lạ. Rồi một ngày đó đã bị bắt khi giao hàng cấm trong quán bar. Thời tiết ăn mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá. Đôi chân như ngã quỳ không biết tách ra. Tương lai như khiếp lại chẳng biết bao giờ nó được thả. Nó được về với xã hội để sẽ được sống như người ta. Ngày đó còn chẳng chỉ có ông bà nó tới thăm. Nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm. Dù nước mắt nó ngậm ngùi ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm. Nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm. Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ. Thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe. Nó sẽ nằm trong lòng ngạn ngủ là dài. Nó sẽ ôm chặt lấy mẹ giữ mẹ của nó lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê, nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế. Nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đâu ấy cha. Và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê. Đôi lúc nó rất hận và dị như căm ghét mẹ lắm. Mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đánh. Dù cuộc con đường đi xa lầm nó vấp ngã thật là đau rồi phải ôi hận trong âm thầm. Giờ đây sao chăm sóc bộ quần áo sập trắng đen. Giờ nước buồn lăn trên mắt thấm vào môi vì đắng men. Ngồi đếm những vết cắt là nước mắt càng đắng thêm. Và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem. Nó ra rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm. Nó cứ chờ mẹ mãi, chờ mẹ hoài theo tháng năm. Có lẽ mẹ đã quên đứa con hư như nó rồi. Nhưng nó sẽ luôn mẹ nhớ luôn giữ hình ảnh mẹ mãi thôi. Em cảm ơn ban điều hành và mọi người cũng lắng nghe nha. Anh ơi,